Mến chào bạn, trong video clip này mình sẽ hướng dẫn cho các bạn cách để xem lại các video clip đã từng xem trên TikTok nhé. Thì hàng ngày chúng ta có thể lướt rất nhiều các video như thế này, nhưng vì một lý do nào đó mà chúng ta bị bỏ qua mất, hoặc là nó loạt lại từ đâu khiến chúng ta đang xem các video giờ trước đây mà bây giờ không thể nào tìm lại và xem được nữa. Vậy thì làm sao để chúng ta có thể xem lại những nội dung video mà trước đây chúng ta đã từng xem, có thể là cách đây một ngày, hai ngày, thậm chí là cả tuần. Ok, mình sẽ hướng dẫn cho các bạn cách thực hiện nhanh nhất và rất đơn giản nha các bạn. Đối với cách thứ nhất thì các bạn cứ vào trang chủ cho mình, rồi các bạn nhấn vào chữ hồ sơ. Đấy, ở bên phải đây. Bạn nhấn vào. Lúc này sẽ có mục ba cách ở phía trên đây. Bạn sẽ nhấn vào. Chúng ta sẽ đi đến mục là cài đặt và quyền riêng tư. Và các bạn thấy có mục là lịch sử, bình luận và xem. Bạn nhấn vào. Ở đây sẽ có mục lịch sử xem nhé. Đó. Chúng ta nhấn vào. Thì tất cả các video của chúng ta, đấy các bạn thấy không? Hôm nay mình có xem những video như thế này là nó đều hiển thị ở đây hết. Và ngay bây giờ các bạn có thể nhấn vào để xem lại các video này. Có thể trước đây các bạn đang xem giờ chưa kịp xem hết, hoặc là nội dung chúng ta thấy thú vị chẳng hạn, thì các bạn cứ click vào để xem, để lưu lại hoặc là chia sẻ cho bạn bè những clip thú vị này. Đó, tất cả những video nó đều liệt kê ở đây cho các bạn thoải mái. Đặc biệt là nó còn liệt kê theo ngày, theo tháng đấy các bạn, để xem từ hôm qua chúng ta đã có những video clip nào, hôm nay chúng ta đã xem những video clip nào, là nó đều có lịch sử ở đây hết. Và các bạn hãy yên tâm, các bạn có thể xem lại các video này là thoải mái. Để loại bỏ một video nào đó ra khỏi danh sách này, tức là chúng ta không muốn nó hiển thị trong mục lịch sử xem như thế này nữa, thì các bạn chỉ cần nhấn vào một video bất kỳ nào đó các bạn muốn xóa. Ok, ví dụ mình nhấn vào đây, thì nó sẽ hiển thị nút hủy và nút xóa ở phía dưới đây. Các bạn nhấn vào nút xóa là xong. Tức là chúng ta sẽ loại bỏ hoàn toàn lịch sử xem của video clip này. Đó. Mình sẽ làm một ví dụ nữa. Rồi mình nhấn nút xóa. Đó. Như vậy là bằng cách nhấn vào nút lịch sử xem như thế này, thì các bạn đã có thể xem lại các video clip của mình là một cách thoải mái và yên tâm nhé. Để các bạn có thể xem lại các video, tức là xem lịch sử xem trước đây, thì các bạn cứ nhấn vào mục tìm kiếm ở phía trên đây cho mình. Đó, các bạn nhấn vào. Ở đây các bạn nhấn cho mình là nút hai chấm nhá. Đấy, mình sẽ có dấu chấm đây, mình nhấn vào một lần, hai lần. Rồi sau đó chúng ta sẽ nhấn nút tìm kiếm. Các bạn sẽ thấy có mục là lịch sử xem. Đấy, ở đây phía trên cùng đấy các bạn nhé. Đây, xem lịch sử xem của bạn, bạn cùng nhấn vào. Thì các bạn thấy không, nó cùng đi đến mục lịch sử xem của chúng ta trên TikTok. Và ở đấy cũng giống như cách thứ nhất, là nó cũng đã liệt kê tất cả các video clip mà các bạn có thể xem. Đó. Các video clip trong mục lịch sử xem này thì các bạn cứ chọn mục chọn ở trên cùng. Rồi, các bạn nhấn vào các video clip mà chúng ta muốn xóa chẳng hạn, không muốn nó lưu lại lịch sử xem ở trong mục này nữa, thì các bạn có thể nhấn nút xóa ở phía dưới đây. Đó, các bạn có thể xóa hàng loạt vô tư. Chọn 10, 20, thậm chí là cả trăm video cũng được. Rất đơn giản. Mình sẽ làm lại cho các bạn xem. Nhấn nút chọn. Rồi sau đó kích vào các video clip lịch sử xem mà chúng ta muốn xóa đi. Và như vậy là xong. Nhấn nút xóa. Hai cách để các bạn xem lại các lịch sử mà chúng ta đã xem trên TikTok. Thì các bạn thấy hay thì nhớ like và chia sẻ cho thật nhiều bạn bè cùng biết nhé. Thì hai cách này thì khá đơn giản thôi. Ngay lập tức thì các bạn cứ thao tác trên kênh TikTok của mình để xem lại những video clip mà trước đây chúng ta đã được xem trên TikTok. Cảm ơn bạn rất nhiều. Nhớ gửi video này cho đến 1, 2 hoặc là nhiều người bạn hơn để họ cùng biết nhé.